Xin kính chào quý vị. Trước mắt quý vị đây là một bức tranh khá là lớn. Và kích thước của bức tranh này thì có kích thước là 1m4 quý vị nhé. Và đường kính của mặt trống này thì sẽ có đường kính là 1m. Và đối với các bức tranh mà có kích thước khá là lớn như thế này thì quý vị hãy đặt ở những nơi rộng lớn như là hội trường, những văn phòng làm việc khá là rộng lớn. Và những ngôi nhà mà có kích thước phòng khách nó khá là lớn các bác nhé, thì sẽ rất là phù hợp, đẹp và rất là sang trọng các bác ạ. Và bức tranh này thì bên ngoài thì sẽ được làm là khung gỗ và bên trong thì chất liệu được làm từ đồng vàng. Và hàng này thì sẽ là hàng ăn mòn. Và cái mặt chống đồng ăn mòn là cái sản phẩm của quá trình sử dụng hóa chất axit ăn mòn trực tiếp trên bề mặt của tấm đồng vàng các bác nhé. Và cái đặc điểm của sản phẩm mặt chống ăn mòn là các hoa văn trên mặt chống thì sẽ rất là sắc nét và chuẩn các bác nhé. Và sản phẩm thì các cái mặt chống như thế này thì nó sẽ nhẹ thôi, nó sẽ nhẹ và dễ dàng vận chuyển. Và cái sử dụng trong quá trình treo hay là lắp đặt trang trí lên tường thì nó sẽ khá là đơn giản đối với khách hàng rất là nhiều. Và mặt chống đồng ăn mòn thì sẽ có đầy đủ các kích cỡ cũng như là các cái đường kính to nhỏ để đáp ứng mọi nhu cầu trang tường của các không gian khác nhau. Và mặt chống đồng có bản đồ Việt Nam từ lâu đã được biết đến như là một món quà tặng vô cùng ý nghĩa cho bạn bè, đối tác hay là người thân, mang đậm bản sắc của văn hóa Việt. Hình ảnh chiếc chống đồng trên bức tranh mặt chống đồng hình bản đồ Việt Nam sẽ càng nổi bật hơn khi được chạm khắc tỉ mỉ xung quanh, được trang trí những họa tiết tranh rất là nhẹ nhàng để làm nổi bật lên hình ảnh chiếc chống đồng chạm khắc bản đồ Việt Nam. Mặt chống đồng ăn mòn là hình bản đồ Việt Nam, là một sản phẩm dùng để trang trí nội thất không thể thiếu, vừa mang ý nghĩa gìn giữ văn hóa dân tộc, vừa là sản phẩm phong thủy xua đuổi tà khí rất là tốt. Và về cơ bản thì chống đồng có 4 loại, là bao gồm chống đồng ăn mòn, mặt chống đồng gò chạm thúc tay, mặt chống đồng đúc nổi và mặt chống đúc chìm hoa văn. Các sản phẩm mặt chống đồng hay là tranh chống đồng của Đồng Đông Sơn thì sẽ chủ yếu tập trung và chế tác những các cái hàng mẫu cao cấp và kích thước vừa hoặc là lớn theo phương pháp thủ công, và nguyên liệu sẽ là đồng thanh khiết. Và Đồng Đông Sơn đưa ra tiêu chuẩn sản xuất vô cùng rất là khắt khe và kết hợp với đội nghệ nhân rất là tâm huyết, yêu nghề và thường xuyên sẽ cải tiến mẫu mã đa dạng kích thước để làm đẹp và gửi tới khách hàng được đẹp và sắc nét nhất. Và chất lượng thì sẽ luôn được khẳng định qua từng sản phẩm nha quý vị. Và mặt chống đồng hình ăn mòn hình bản đồ Việt Nam thì được sản xuất từ đồng vàng và thường được treo ở những nơi như là phòng khách hay là phòng họp, phòng hội nghị, và để làm cho cái không gian thêm phần sang trọng và đẳng cấp. Và mặt chống đồng ăn mòn hình bản đồ Việt Nam là món quà vô cùng ý nghĩa để tặng các doanh nhân và các đối tác, thì trước tiên là để thể hiện tấm lòng của người ta. Lựa một sản phẩm để tặng không phải là đơn giản đâu các bác nhé, bởi nó có thể thể hiện là thay cái lời nói của, thay cái ý nghĩa của người tặng quà muốn gửi tới người nhận. Và mặt chống đồng là kết tinh của nền văn hóa dân tộc Việt Nam, và trải qua bao thăng trầm của lịch sử cho đến nay thì sản phẩm mặt tranh mặt chống đồng ăn mòn hình bản đồ Việt Nam đã trải qua rất là nhiều thay đổi về mẫu mã để được chế tác ngày càng tinh xảo và gửi tới tay khách hàng những sản phẩm rất là đẹp và sắc nét như thế này quý vị nhé. Và quý vị quan tâm thì có thể liên hệ vào số hotline là 0911 518 494 để được tư vấn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.